Báo giá anh em một chồng hợp lý rất mới và đẹp luôn nhá. Giá thu vốn thôi, đó, giá thanh lý thôi. Còn Kenwood này có cả giải mã này, chạy hợp lý giải mã, hợp lý số đời cao. 5551 bán 2 triệu thôi nhá. Còn Yamaha 620 giải mã, hai con trên đều có thể ghép vang hát karaoke được các bác nhá. Vì dòng này rất khỏe luôn. Hai con trên bán giá 2 triệu một con. Đấy, âm ly số giải mã một con xám, một con đe vàng. Và một con âm ly rất nổi tiếng của Piller luôn, 4 sò sắt 8800. 8800 4 sò sắt. Âm ly này thì chơi loa nghe nhạc thì cực phê luôn. Hàng đẹp, hàng mạng đấu giá nhá. 3 triệu 3, 3 triệu 3 còn 8800 này. Còn Sansui 507i, đấy, Sansui 507i. Rất nổi tiếng những mã âm ly của hãng nổi tiếng, 3 triệu 3, 3 triệu 3 còn 507i. Anh em phải lưu ý nhá, là hàng đẹp và hàng chất lượng. Hàng đẹp và hàng chất lượng. Đấy, các bác phải lưu ý điều đó nhá. Còn âm ly xỏ sắt PMA 701 của Denon. Giá 4 triệu 200 ngàn đồng cho anh em thôi, 4 triệu 200 ngàn đồng. Dòng âm ly xỏ sắt cực hay luôn. Con này chơi loa cổ thì không thể bàn cãi luôn với con PMA 701. 4 triệu 2 thôi. Còn Peeler A120 260W. Giá 5 triệu thôi anh em nhé. Con dưới cùng thì 8 sò 4 tụ một nguồn. Đấy, cửa hàng báo giá cho anh em một chồng như vậy thôi nhá.